Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng chiến dịch Hồ Chí Minh vẫn mãi là mốc son trói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam, để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Chiến dịch Hồ Chí Minh – Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam, bài viết của Thông tấn xã Việt Nam. Gần 50 năm đã trôi qua, chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày 26 tháng 4 năm 1975 đến ngày 30 tháng 4 1975 vẫn là đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam đi vào lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam như những trang sử vàng trói lọi nhất chiến dịch Hồ Chí Minh chính là chiến dịch quyết chiến chiến lược trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước thời cơ đã chín mùi. Vào cuối tháng 3 năm 1975, quân ta liên tiếp giành thắng lợi to lớn trong các chiến dịch Tây Nguyên 4 tháng 3 năm 1975 đến 24 tháng 3 1975, Huế Đà Nẵng 5 tháng 3 1975 đến 29 tháng 3 1975, khiến quân địch bị tổn thất nặng nề cả quân số lẫn vật chất, giảm sút nghiêm trọng về tinh thần chiến đấu. Trong khi đó, các đơn vị bộ đội chủ lực của ta đã tích lũy thêm được nhiều kinh nghiệm, thu được thêm nhiều vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật của địch, sức mạnh chiến đấu của các binh đoàn chủ lực của ta tăng lên. Cùng với đó, lực lượng vũ trang địa phương của ta cũng phát triển về cả số lượng và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi cho trận quyết chiến chiến lược cuối cùng. Trong bối cảnh đó, ngày 31 tháng 3 1975, Bộ Chính trị họp và đưa ra nhận định về chiến lược về lực lượng quân sự, chính trị, ta đã có sức mạnh áp đảo địch, đang đứng trước nguy cơ sụp đổ và diệt vong. Thời cơ để mở tổng tiến công và nổi dậy tại Sài Gòn gia đình đã chín mùi. Từ đánh giá đó, Bộ Chính trị quyết định chúng ta phải nắm vững thời cơ chiến lược, quyết tâm thực hiện tổng tiến công và nổi dậy, kết thúc thắng lợi chiến tranh giải phóng trong thời gian ngắn nhất. Tốt hơn cả là bắt đầu và kết thúc trong tháng 4 năm nay, không để chậm, phải hành động thần tốc táo bạo bất ngờ thực hiện chủ trương của đảng ngày 7 tháng 4 năm 1975 đại tướng tổng tư lệnh bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng võ nguyên giáp gửi điện lệnh cho các đơn vị thần tốc thần tốc hơn nữa táo bạo táo bạo hơn nữa tranh thủ từng giờ từng phút sốt tới mặt trận giải phóng miền nam quyết chiến và toàn thắng quyết tâm chiến lược tư tưởng chỉ đạo thần tốc táo bạo của đảng của quân ủy trung ương được quán triệt đến toàn quân toàn dân cả nước sôi nổi không khí ra trận các quân đoàn binh chủng hợp thành cùng nhiều đơn vị công binh pháo binh phòng không xe tăng đặc công ào ạt tiến quân về chiến trường trọng điểm vừa đi vừa đánh địch vừa mở đường bắt cầu ngày 6 tháng 4 năm 1975 bộ tư lệnh chỉ huy chiến dịch giải phóng Sài Gòn gia đình được thành lập gồm các đồng chí Văn Tiến Dũng, Tư lệnh, Phạm Hùng, Chính ủy, Kim Bí Thư, Đảng ủy, Trần Văn Trà, Phó Tư lệnh Thứ nhất, Kim Tham mưu trưởng, Lê Đức Anh, Phó Tư lệnh. Ngày 22 tháng 4, bổ sung đồng chí Lê Trọng Tấn, Phó Tư lệnh, đồng chí Lê Quang Hòa, Phó Chính ủy. Ngày 14 tháng 4 năm 1975, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thông qua lần cuối kế hoạch chiến dịch giải phóng Sài Gòn gia đình. Kế hoạch xác định, cuộc tiến công sẽ diễn ra đồng thời trên năm hướng Tây Bắc, Đông Bắc, đông, đông nam, tây và tây nam thực hiện đánh nhanh, đánh dứt điểm, tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân địch, bảo vệ dân, bảo vệ các cơ sở kinh tế, văn hóa trong thành phố. Bộ chính trị chỉ rõ ta có đầy đủ điều kiện và khả năng để giành toàn thắng trong thời gian ngắn với nhiệt độ nhanh. Cùng ngày 14 tháng 4 năm 1975, thể theo nguyện vọng của nhân dân và các lực lượng vũ trang trên chiến trường trong đó có quân và dân thành phố Sài Gòn gia đình bộ chính trị phê chuẩn đề nghị của bộ tư lệnh chiến dịch đặt tên chiến dịch tiến công giải phóng Sài Gòn gia đình là chiến dịch Hồ Chí Minh tin chiến dịch được mang tên bác hồ đến với toàn dân toàn quân đã tạo nên sức mạnh mới cổ vũ mạnh mẽ tinh thần quân dân ta chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng đúng 17 giờ ngày 26 tháng 4 1975 quân ta nổ súng bắt đầu tiến công lớn vào Sài Gòn, mở màn chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Từ năm hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Đông, Đông Nam, Tây và Tây Nam, các binh đoàn thọc sâu có xe tăng dẫn đầu, đập tan các khu vực phòng thủ vào ngoài của địch, tiếp cận Sài Gòn. Địch bị rối loạn hoàn toàn về chiến lược. Từ chiều 28 tháng 4, các cánh quân Ngụy không còn nhận được lệnh từ Tổng Hành Vinh và các tướng chỉ huy nữa vì họ đã tháo chạy ra nước ngoài. Đêm 28 tháng 4 1975, Bộ Tư lệnh Chiến dịch ra lệnh cho các cánh quân của ta ở năm hướng tiến công đồng loạt vào Sài Gòn, đồng thời chỉ thị cho các quân khu 8 và 9 ở đồng bằng Nam Bộ phối hợp tiến công giải phóng đồng bằng Nam Bộ. 5 giờ sáng ngày 29 tháng 4 1975, các cánh quân của ta cùng đánh vào căn cứ phòng ngự của địch để tiến vào nội thành Sài Gòn những khẩu hiệu động viên ngắn gọn và thiết thực như chậm trễ là có tội với lịch sử thời cơ là mệnh lệnh của bộ chính trị được nêu lên tất cả các đơn vị bừng bừng khí thế tiến công quyết đánh chiếm các mục tiêu được phân công trong suốt trường kỳ kháng chiến sức mạnh của lòng yêu nước của đoàn kết thống nhất dân tộc và sức mạnh của chiến tranh nhân dân không ngừng được nhân lên khiến quân và dân ta càng đánh càng mạnh càng đánh càng thẳng sau hơn 3 ngày đêm chiến đấu quyết liệt, quân đội ta đã đánh chiếm được nhiều căn cứ, vị trí, đập tan tuyến phòng thủ vào ngoài của địch, tiêu diệt và làm tan rã phần lớn các sư đoàn 5, 25, 22, 18, 7 của địch. Lúc này, cả nước hướng về Sài Gòn gia đình, toàn bộ lực lượng tiến công Sài Gòn đã sẵn sàng, cán bộ, chiến sĩ sụp sôi khí thế quyết thắng. Trên mũ, trên tay áo, trên bắn súng, trên nòng pháo, trên thành xe, đều ghi lời của bác Hồ kính yêu, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Sáng sớm ngày 30 tháng 4 1975, từ khắp các hướng, quân đội ta ào ạt tiến vào Sài Gòn. Quân ta nhanh chóng chiếm được bộ tư lệnh không quân và bộ tư lệnh sư đoàn dù của địch làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất. 10 giờ 45 phút cùng ngày, ta tiến đánh vào dinh độc lập, bắt sống toàn bộ nội các chính quyền Ngụy Sài Gòn buộc tổng thống dương văn minh phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. 11 giờ 30 phút lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ tổng thống ngụy quyền sài gòn dinh độc lập chiến dịch hồ chí minh lịch sử toàn thắng thủ đô hà nội đến những bản làng hẻo lánh các hải đảo xa xôi đều vang tiếng reo mừng cả dân tộc vang khúc khải hoàng như có bác hồ trong ngày vui đại thắng kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Đỉnh cao thắng lợi của cách mạng Việt Nam Với thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã đập tan toàn bộ bộ máy chiến tranh to lớn hiện đại của chính quyền Tây Sai Mỹ ở miền Nam và quét sạch bộ máy ngụy quyền mà đế quốc Mỹ đã lập ra, ra sức xây dựng hơn 20 năm, giải phóng toàn bộ miền Nam, thống nhất đất nước, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên toàn quốc. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã tiếp tục phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam lên tầm cao mới, đó là nghệ thuật tập trung lực lượng quân sự lớn nhất, hình thành ưu thế áp đảo địch ở ngay trung tâm đầu não của chúng, hình thành thế trận bao vây chặt dựa trên lực lượng mạnh cả quân sự và chính trị, trong đó lực lượng vũ trang chủ lực cơ động chiến lược giữ vai trò nòng cốt, quyết định và đi trước một bước thực hiện hiệp đồng các quân binh chủng các hướng tiến công các binh đoàn chủ lực với lực lượng địa phương đó là nghệ thuật đánh dứt điểm nhanh kết hợp chặt chẽ phòng thủ vào ngoài với thọc sâu của các binh đoàn cơ giới và đột kích vào trung tâm thành phố sài gòn chiếm mục tiêu quan trọng nhất đây là chiến dịch tiến công lớn chưa từng có trên chiến trường việt nam vượt xa các chiến dịch lớn trước đó cả về quy mô lực lượng cường độ nhịp độ tiến công nội dung tác chiến hiệp đồng quân binh chủng, mức độ hoàn thành triệt để nhiệm vụ chiến lược cũng như mục đích chính trị của chiến tranh cách mạng Việt Nam. Thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh là kết quả tổng hợp của các nhân tố, đó là sự lãnh đạo của đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, đường lối quân sự đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ, là sức mạnh của truyền thống 4.000 năm lịch sử dựng nước và giữ nước, là ý chí kiên cường, bất khuất, ý thức làm chủ vận mệnh đất nước của cả dân tộc Việt Nam với tinh thần không có gì quý hơn độc lập tự do là cuộc chiến đấu dũng cảm thông minh của cả nước mà nòng cốt là lực lượng vũ trang ba thứ quân là tình đoàn kết và liên minh chiến đấu của nhân dân ba nước Đông Dương là sự đồng tình ủng hộ mạnh mẽ của các lực lượng cách mạng và hòa bình trên thế giới thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh còn là thắng lợi của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong suốt trường kỳ kháng chiến, sức mạnh của lòng yêu nước, của đoàn kết thống nhất dân tộc và sức mạnh của chiến tranh nhân dân không ngừng được nhân lên, khiến quân và dân ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong hơn 20 năm trường kỳ kháng chiến được dồn lại cho thời khắc lịch sử trong trận quyết chiến chiến lược cuối cùng, chiến dịch Hồ Chí Minh. Dân tộc ta đã giành thắng lợi hoàn toàn đó cũng là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết dân tộc thời đại hồ chí minh gần nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng chiến dịch hồ chí minh vẫn mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc việt nam để lại nhiều kinh nghiệm quý báu đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc hôm nay